Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn là một cái bí mật mà các nhà cung cấp ngói không muốn chia sẻ đến các bạn, đó là cái phần nhược điểm của cái ngói tráng men. Thế thì ngói tráng men ấy, ngoài cái ưu điểm ra là ưu điểm là bền ra, thì nó có cái nhược điểm gì mà anh em thường bán ngói không muốn chia sẻ đến các bạn? Đó. Thế thì khi mà các bạn là thứ nhất ấy, là tôi chia sẻ lại quay lại về cái việc là các bạn nên sử dụng cái máy ngói màu khi mà công trình của mình là hệ máy Nhật hoặc là thể máy Thái, hoặc đơn giản chỉ đơn giản là đơn vị thiết kế đã đưa cho mình cái phương án là dùng cái ngói là màu. Mà cái màu thì nó có nhiều loại màu khác nhau. Tôi ví dụ như là có cái màu đen, màu ghi hoặc màu nâu, hoặc thậm chí màu đỏ. Đấy, màu cam, hoặc đây là màu đỏ. Mà đây này đấy là màu xanh rêu. Đấy. Thế thì chia sẻ với anh em quay về cái việc là một cái bí mật là như thế nào, đó là ngói tráng men này này thì có độ vênh nhất định. Đấy, có độ vênh nhất định. Vênh nhất định ở đây khi mà các bạn nhìn nhá, dùng mắt để có thể nhìn từ cái đầu này sẽ điểm đầu này và sang điểm đầu này thì bạn sẽ thấy làm sao có cái độ cong và vênh. Đấy, thế cái việc độ cong vênh này thì nó ảnh hưởng đến cái gì khi mà mình lựa chọn cái ngói này? Thì đặc biệt là nếu mà trong trường hợp ấy, khi mà bạn lập ngói ấy, mà phần phía dưới của máy ngói mà bạn là một cái phòng ngủ hay là một cái phòng thờ ấy, đấy, ngay bên phía dưới máy ngói, thì khi mà gặp ngay cái trời mưa bão gió to thì cái việc là bạn có thể xảy ra cái chuyện là hắt mưa. Đấy, bị hắt nước mưa. Đấy, thì cái việc đấy thì làm sao ảnh hưởng cái việc là trong quá trình sinh sống, đời sống của mỗi gia đình. Đấy, hoặc là có thể làm sao nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc nếu mà bắn thạch cao. Thạch cao chẳng hạn bạn là thì bạn sẽ bị sao ảnh hưởng đến hỏng đến cái vấn đề mà cái thạch cao. Đấy, thì cái việc đấy thì không ai muốn đúng không? Rồi ok, thế thì cái việc thứ hai ấy, nếu mà bạn cái việc cong vênh mà ảnh hưởng đến cái việc như vậy thì cái nó phù hợp với những cái chỗ nào? Tức là nếu mà ở trên phần phía trên ở dưới mái ngói ấy, thì bạn có thể là không dùng cho công năng sử dụng phòng ngủ, phòng thờ, hoặc có thể là nơi đấy chỉ dùng để tét nước hay là chỉ để kho không chứa một cái gì đó thì bạn có thể dùng hoàn toàn là dùng ngói tráng men, đúng không ạ? Đấy, đấy là một cái nhược điểm rất lớn khi mà bạn sử dụng cái ngói tráng men. Cái việc thứ hai ấy là sao? Nhược điểm thứ hai là cái mái tráng men này này thì với những cái độ dày cả lớn ấy thì độ nặng nó rất là cao. Đấy, độ cao. Đấy, đấy là một cái nhược điểm. Độ nặng cao thì sao? Thì bạn sẽ phải tốn chi phí là gia cố thêm cái phần hệ mái kèo đỡ cái mái ngói này. Tốn hơn một chút thôi, nhưng mà đó là cũng là một cái nhược điểm dành cho cái mái dùng khi dùng hệ ngói tráng men. Đấy. Cái việc thứ ba là sao? Cái việc thứ ba là khi mà bạn sẽ sử dụng cái ngói tráng men này này là cái nhược điểm là gì? Nhược điểm nếu mà trong trường hợp mà bạn lợp cái mái ngói này mà khi mà có vật nặng rơi xuống. Đấy, hoặc cành cây dưới mái ngói của mình là những cái cây lớn thì khi mà rơi vào cái vị trí ngói tráng men này thì sẽ xảy ra làm sao vỡ nứt trong quá trình sử dụng. Đấy, hoặc là cái trời mà bão to hay là bão lớn thì sẽ xảy ra cái chuyện là những cái đồ nó bay thẳng vào trực tiếp vào mái ngói này. Đấy, thì đấy là một cái ba cái nhược điểm lớn nhất khi mà sử dụng ngói tráng men. Đấy, thì mà rất là nhiều anh em bán ngói cho các bạn không hề nói cái việc này, thì đấy là chia sẻ rất là có tâm với mình, để rất là mong muốn để anh em là khi mà xây nhà là có thể là quyết định những loại ngói như tráng men. Nhưng mình nói ở đây không có nghĩa là bạn không nên mua ngói tráng men, mà mình nói ở đây là những cái nhược điểm đấy để bạn khắc phục và có phù hợp với những cái vị trí nào. Còn đương nhiên ngói tráng men là độ bền cực lớn so với các loại ngói khác. Ngói tráng men là độ bền rất lớn và không bị rêu mốc, không bị bạc màu theo thời gian. Đấy, đấy là một cái việc là cái ưu điểm lớn nhất của ngói tráng men. Và quan trọng nhất là gì? Độ bạn sẽ khi mà lợp cái ngói tráng men này này thì bạn sẽ mát. Đấy, luôn luôn mát. Nhà lúc nào cũng rất là mát mẻ. Đấy, thì cái việc đó là cái việc mà cái ưu điểm của cái ngói tráng men mang lại cho các bạn, để các bạn lưu ý khi cần sử dụng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.